Chào mọi người trở lại với channel của mình là Ryan Lê. Và hôm nay mình sẽ trở lại với video Phượt Tháp. Thì hiện tại Vinci đã ra thêm cái trang bị Hoàng Kim bậc 11 cũng như Văn Cương bậc 11. Thì hôm nay mình sẽ Phượt Tháp thử ở max cấp level 199, xem thử coi chúng ta có nhận được trang bị 11 hay không, hay trang bị bậc 10 nha. Thì hiện tại thì vấn đề này thì chưa ai lý giải nên mình sẽ Phượt Tháp thử cho anh em, cũng như sẽ cho anh em thấy cái mức Phượt Tháp ở level max cấp nó sẽ có độ khó như thế nào cho mọi người nha. Thì những ải trùng lập trong Phượt Tháp thì mình sẽ bỏ qua để cho anh em tiết kiệm thời gian khi xem. Thì trước khi vào video là phút quảng cáo của mình, là bên mình có bán thẻ SIM để các bạn tự nạp Salobank và ngân hàng, và bên mình sẽ nhận up giang hồ thu mua ngân phiếu tất cả các server. Thì bên mình sẽ liên kết với những cái bạn dịch vụ bán bạc, thì bên mình sẽ bán luôn thẻ 200 cho các bạn up giang hồ hay là cày những ạc mà bán bạc, thì sẽ thuận tiện cho các bạn cũng như có thể giá rẻ hơn. Và bên mình tất cả những bạn mua thẻ SIM cho mình làm dịch vụ thì mình sẽ thu mua là ngân phiếu giá cao để các bạn có vốn để đi up giang hồ server mới. Và bên mình sẽ nhận là đổi thông tin tất cả những sản phẩm của Vinci cũng như trung gian các kèo solo cho mọi người với tốc độ siêu nhanh. Thì bên mình sẽ làm việc 24/24, các bạn có thể gọi bất cứ lúc nào cho bên mình. Và bên mình sẽ nhận thêm dịch vụ là up tuyệt học cho các bạn. Thì bên mình sẽ up những tuyệt học full tím hoặc full cam cho các anh top. Thì cứ liên hệ mình nha. Thì bây giờ mình sẽ vào luôn video. Và các bạn đừng quên like và đăng ký kênh nếu những video mình hay vô ích. Thì bây giờ mình sẽ vào luôn nha mọi người. Thì hiện tại mình sẽ đi Phượt Tháp và BK bằng tay cầm. Hiện tại thì nếu các bạn mà chơi bằng PC ấy, thì các bạn nên mua tay cầm. Tại vì BK bằng tay cầm nó sẽ lợi thế hơn là các bạn BK bằng máy tính. Còn BK bằng điện thoại thì không cần nha mọi người. Đây, thì hải đầu tiên lại phá Nguyễn Nhi nha mọi người. Hải này thì tổng cộng có 3 con. Thì xác suất 1 trong 3 nó sẽ ra con thật. Thì nhiều bạn thì bảo là nếu mà có hai con mà cùng hệ ấy thì cái con khác hệ sẽ là con thật. Ở đây thì mình chia sẻ là những lời anh em góp ý để cho anh em có cái định hướng đánh riêng nha. Thì tùy mọi người, còn anh em nào mạnh quá thì chúng ta đánh ba con luôn. Còn giả sử như các bạn mà yếu ấy, các bạn phải chọn lựa đánh hai con thôi, đánh ba con không nổi thì tùy mọi người nha. Tiếp tục ở tiếp theo. Ở tiếp theo lại Văn Di. Thì ấy này có nhiều bạn thực sự không qua. Thì tại vì chúng ta phải chọn đúng chùm sáng. Thì các bạn sẽ làm sao? Các bạn đứng ngay chỗ chùm sáng luôn này. Đây các bạn chọn. Thì khi chọn đúng nó sẽ mất máu. Xong các bạn lại đứng ngay chỗ chùm sáng cho mình. Này. Các bạn phải đứng kế bên nha. Các bạn mà đứng kế bên để chúng ta kịp. Giờ chúng ta lụm đây. Đây chúng ta lụm xong chúng ta lên đây tiếp. Đây. Thấy không? Nó cũng không có khó lắm nghe không? Xanh vàng. Ê, bài. Xanh lá cây bạn ơi, đây, thấy không? Nói chung các bạn phải đứng ngay cái cục đó luôn. Chúng ta canh me canh chua sẵn nha anh em. Này, bây giờ kiếm cái chỗ nó có vàng đâu rồi, vàng xanh dưới đây. Ây da, nó hiện cái chỗ 18 cộng rồi. Xanh. Này chúng ta qua đây xanh vàng. Vàng. Xanh lá cây, xanh dương. Xanh dương. Xanh lá cây. Xanh lá cây xong anh thấy không? Nói chung mãi này thì cần phải độ tập trung và cái độ nhanh tay tí xíu nha mọi người nha. Tiếp tục lại là ải Văn Di. Thì ải này mình xin bỏ qua nha. Thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái ải ngũ hành lập trụ. Thì cái ải này các bạn sẽ đánh cho mình theo thứ tự là đầu tiên là trụ kim trước cho mình nha. Các bạn đánh kỹ và nhìn kỹ này, các bạn sẽ đánh có thấy bạn thấy những cục tuyết nó đi vô không?
là các bạn phải đánh trước những cái trụ đó để cục tuyến nó đi vào ấy, cái trụ nó sẽ không trâu hơn nha. Đây thì trụ kim xong chúng ta sẽ quýnh trụ mộc các bạn nha. Đây các bạn cứ quýnh mà theo những cái trụ mà cục tuyến nó đi vào, những cái trụ cục tuyến đi vào để cho cái trụ đó nó chết sớm, để cho không có bị trâu lên ấy mọi người. Đây tại vì cục tuyết đi vào chính giữa cái trụ nó sẽ có một cái vòng bảo vệ xung quanh, nó sẽ khiến cái trụ nó trâu hơn, chúng ta sẽ khó giết hơn, nên chúng ta sẽ quýnh hiếu tự đây mọi người nha. Thì hải này nói chung hải này cần phải đâm to, nên đâm các bạn nếu mà to sẽ qua hải này rất là dễ, còn không thì sẽ hơi khó khăn cho hải này nha. Đây cung lôn lòng phái đi vượt tháp rất là dễ luôn mọi người nha. Cung lôn này, hoa sơn này, đường môn nha, cái bang là những phái mà nếu mà đâm to ấy, đi vượt tháp nó sẽ rất là dễ cho mọi người. Đây thì mình sẽ qua được tầng 4, mình tiếp tục cho mọi người nha. Đây thì lại trùng mãi rồi thì mình xin kết thúc video đây. Đây thì bây giờ chúng mình sẽ tới với cái ải đệ tử hộ pháp. Thì nói chung cái ải này cũng rất là dễ. Ải này các bạn, tất cả những cái ải mà đánh quái này thì yêu cầu các bạn đâm to. Thì các bạn chơi những cái phái mà đâm cao ấy, đâm liên tục ấy, đâm liên tục nha. Như mà mình đã nói như lúc đầu ấy là cung lôn này, cái bang, hoa sơn, đường môn ấy, thì các bạn sẽ qua những ải này khá là dễ. Còn các bạn chơi những cái phái như mà thiếu lâm, thiên vương, những cái phái mà đam, nói chung đam không, đam cũng không có nhỏ nhưng mà đam nó không có liên tục với mọi người thì sẽ rất là khó nha. Thì nói chung các bạn phải đi leo tháp này để hình hên chúng ta được những cái món đồ mà 6 dòng xịn ấy. Nói chung đi cái này cũng khá là ok, các bạn chỉ cần tốn một tuần 1 tới 2 tiếng thôi mọi người nha. Còn những phái này thì đi chắc tầm 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi là ok nha mọi người nha. Thì theo mình ấy, thay những thay đổi gần đây của Vinzy ấy cho thấy cách làm việc, một cái cách làm việc mới của họ. Thì mình thấy cách làm việc này khác với lại những cái mà những cái thay đổi cũ của Vinzy nha. Có thể Vinzy mới vừa đổi một quản lý mới theo mình. Tại vì những thay đổi gần đây nó khá là lắng nghe ý kiến của cộng đồng luôn, chứ mà không như lúc trước nha mọi người nha. Thì bây giờ nói chung những cái event của VNC hiện tại là vừa anh em phải cày chai vừa chơi được, anh em vừa cày chai được, anh em vừa nạp tiền chơi được. Nói chung khá là ok, các bạn chơi chai chúng ta cũng chơi được, chúng ta nạp tiền chúng ta cũng chơi được. Đó, như vậy là anh em không có ý kiến gì nữa nha. Còn việc bất cân bằng môn phái hiện tại ấy, thì các bạn muốn thay đổi môn phái nào các bạn phải góp ý mà kiểu mà đúng vô trọng tâm luôn, các bạn phải góp ý đúng vô trọng tâm luôn mọi người nha. Đây thì ải này tuyết linh châu, ải này cũng là ải chuyên về đam nha. Ải này chúng ta đứng sát con tuyết cái con lãnh băng ấy để cho những sát thương ít lại, hoặc là các bạn di chuyển phòng quanh thì tùy mọi người nha. Thì nãy mình xin nói tiếp là các bạn mà muốn thay đổi môn phái nào, các bạn phải góp ý những cái khuyết điểm ưu điểm của môn phái đó hiện tại, để cho Vinci ấy, bộ phận kỹ thuật ấy, họ có cái nhìn để họ thay đổi đúng theo những cái mà thực tế đang diễn ra. Chứ nhiều bạn bảo là môn phái này yếu, môn phái này mạnh mà các bạn không có nói những cái ưu điểm nhược điểm cần phải thay đổi thì làm sao mà họ biết được, đúng không? Giả sử như mà những cái môn phái như cung lôn này thì cung lôn đao hiện tại ít ai chơi hơn cung lôn kiếm, hoặc là thiếu lâm quyền không ai chơi, hoặc là thiên vương thương đích chơi thiên vương bổng, thì các bạn phải nói những cái ưu điểm và nhược điểm của thiên vương đang gặp phải, hay những phái mà ít ai chơi đang gặp phải, thì họ mới có thể thay đổi một cách tốt hơn để cho cái phái nó mạnh trở lại nha. Còn cái việc bất cân bằng phái thì rất là bây giờ thay đổi sao cũng bất cân bằng, bây giờ đẩy phái kia lên thì phái này thế nào cũng thọt, nên các bạn cứ bình tĩnh từ từ. Phái nào đang mà ải này trùng thì mình xin kết thúc nha. Giờ chúng mình sẽ tới với ải hắc phim. Ải hắc phim này các bạn đứng phía trên giúp mình nha, bạn đứng sát phía trên này. Ủa sao quýnh vô con kia vậy, quýnh vô bài này này. Ủa sao nó khoái quýnh vô trụ ta, cái này lạ nha. Quýnh ô mấy thằng này nó khoái cái trụ hơn cái bài này nữa ta. Này thì ải này qua cũng dễ nha mọi người. Ải này thì trùng rồi. Đây thì bây giờ chúng mình sẽ đến với ải bò nhỏ.
Ải này các bạn ơi, các bạn nhiều các bạn chơi Hoa Sơn các bạn để ý nha. Nhiều các bạn chơi Hoa Sơn các bạn combo kiếm ấy chết luôn con bò ấy, là không có con bò vô đây được là coi như mít ải nha anh em. Nha các bạn đánh đam thì ở mức đam vừa phải thôi. Chứ đừng có dùng một cái chết con bò luôn nha anh em. Chết con bò là hơi căng nha. Thì mình xin nói tiếp cái việc hồi nãy thì mình đã nói là cái việc mà góp ý Vinzy ấy là trách nhiệm của nói chung trách nhiệm của những của mọi người. Nhưng mà cái trách nhiệm đó nó cũng là của mình nhưng mà nó nhiều hơn. Tại vì thứ nhất là mình là người cộng đồng. Thứ hai là mình cũng làm dịch vụ trên nền tảng game VC nên mình phải có trách nhiệm là mình góp ý để game phát triển hơn. Thì nói chung thì theo mình là như vậy nha. Tại mình thấy có nhiều bạn mà kiếm tiền từ game VC ấy mà khi mà game thay đổi họ lại quay sang chửi thì cái đó không có nên. Chúng ta phải có nhiệm vụ và góp ý nha, tại vì game nào tất nhiên cũng phải thay đổi thôi, tại vì khi mà kiếm được tiền thì tất nhiên doanh thu họ giảm thì phải thay đổi thôi mọi người, nên chúng ta không có gì chúng ta phải góp ý, còn chúng ta không kiếm được nữa thì các bạn đi những cái game khác nha. Cái này quan trọng ở tầm nhìn của mọi người thôi. Thì ải này tụi Ải mình một sẽ nhân con rối nha mọi người, thì ải này cũng cực kỳ khó luôn chứ không phải bình thường nha, ải này hơi bị khó luôn nha anh em. Cái này là hơi khó luôn á chứ không phải là bình thường đâu nha. Cái này nếu các bạn nào không đâm to á, là khó cực kỳ quái này luôn, tại vì các bạn để cho cái trụ này mà nó biến thành con mộc nhân ấy là nó bắt đầu nó đâm nó trâu hơn, nó quýnh đau lắm, con này nó quýnh hơi bị đau luôn ấy. Nhưng mà các bạn chơi những cái phái đâm to mày thấy không, là quái này nó rất là dễ. Nói chung ải này hồi xưa nó khó, hồi xưa các bạn nào mà chơi mà từ cái hồi mà mới ra cái này này là nó tới quýnh tới 30 con quýnh khó lắm nha. Còn bây giờ nó fit lại thì nói chung ở mức vừa tầm cho anh em nha. Nói chung nhiều bạn nói Vinci nhưng mình thấy Vinci cũng thay đổi khá là nhiều để phù hợp với mọi người nha. Còn chỗ đâu? Ủa nó bốn chỗ mà còn chỗ đâu ta? Ủa đây hả? Ở đây sao lại có xuất hiện chỗ đâu đây? Nói chung mình phải nói thật sự luôn, cái này là mình nói thật sự luôn, những cái game Vinci ấy nó cực kỳ hay luôn, cực kỳ hay luôn. Nếu mà Vinci mà đi theo cái mảng mà đường dài ấy là game 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 Việt Nam mình cũng không thua gì những game nước ngoài đâu, nên mình chia sẻ thật luôn, game Việt Nam của mình không thua gì những game nước ngoài luôn, cực kỳ hay luôn. Tại vì mình chơi rất là nhiều game, mình trải nghiệm rất là nhiều, nhưng mà sẽ game Việt Nam mình ấy là nói chung do cái cách quản lý của mọi người thôi, họ thích đi theo doanh thu. Chứ mà nếu mà đi theo đường dài là game Việt Nam mình cũng hơi bị hay luôn nha mọi người nha. Có còn cái chỗ đây không ta? Đây. Ây da, nó biến thành con này phải không? Nó biến thành con này phải không? Trâu hơn cái chỗ nhiều thấy không? Trâu hơn và nó quýnh bạn hơi bị đau luôn đó nha. 20 con quýnh bạn hơi bị đau luôn. Đây thì tới ải gương này thì nói chung cũng dễ nha mọi người. Có chúng ta mở theo từ vòng vòng, chúng ta né né những con quái nè. Chúng ta không có nên giao tranh, né ra, nhìn nhìn nó mặc dù nó yếu hơn mình nhưng mà nhìn nhịn nhịn nó đi anh em à. Để chúng ta tiết kiệm thời gian. Chứ mà con nào các bạn cũng quýnh đấy nó sẽ tốn thời gian khá là nhiều. Thì sắp tới thì mình đồ hoàng kim mực 11 thì sắp tới thì sẽ có ban hội liên server thì mình sẽ review cái đợt võ lâm minh chủ tiếp theo. Thì đợt võ lâm minh chủ tiếp theo thì mình không biết sẽ có những phái nào anh em chơi nhiều, thì những cái phái được anh em yêu thích nhiều sẽ là tất nhiên là Nha Mi phải có rồi. Nha Mi này, võ đan là theo mình sẽ là số đông khá là nhiều. Tiếp theo nữa sẽ là Thiên Vương. Thiên Vương thì cũng khá là ứng ứng cử phiên dịch. Thì Thiên Vương Võ Đan là hai cái phái mà sẽ được nhiều anh em chú ý tới trong cái đợt này nha anh em. Thiên Vương và Võ Đan là hai cái phái theo mình ấy sẽ được nhiều anh em thích thú chơi. Còn Thương Vương thực sự ấy, Thương Vương là cái phái mà được anh em đánh giá cao là solo hiện tại số 1, nhưng mà Thương Vân là bị cái nhược điểm anh em biết gì không? Hiện tại Phương Thương Vân được cái bức tử
được cái bức tử và được cái dùng sát thương, nhưng mà bị một cái nữa là không có hiệu ứng khống chế cứng. Nên cái việc mà các bạn mà lướt vào ấy không khống chế đối phương, nên mà đối phương có thể mà cấu rỉa xong mà chạy. Thực sự thương phân kiểu mà theo mình ấy, thì hải này trùng mình xin báo quay tới nha. Với cái hải thổ thổ tổ nha. Thì nãy giờ mình đánh thì mình chưa có mít hải nào nha anh em. Hải thổ thổ này các bạn để ý kỹ nha, các bạn phải quýnh con thổ thổ nha. Chứ nhiều bạn nhìn cái dòng mà tìm diệt ha a, các bạn diệt con a là nó không có qua được hải nha mọi người nha. Đây xong. Tiếp tục. Ôi hải này nữa, ok. Hải đá thuộc tính thủy, hải này thì thực sự theo mình nó cũng rất là khó nha anh em ơi. Cái này nó cũng rất là khó nha. Hải này rất là khó luôn ấy, chứ không phải dễ nha mọi người nha. Tại vì thứ nhất quái là trâu, các bạn đánh mà các bạn bị những con xung quanh đánh ấy nó cũng đau quá đau luôn này. Chứ không phải bình thường đâu. Mà thủy làm gì có một con vậy mấy kia đâu. Ủa sao có hai con vậy, kêu ba con thủy mà tiện có hai con vậy ta. Tôi lo nó bị trường hợp thiếu một con nữa ta, hay mình đi thấy sót. Cái này thật sự nếu mà lên một level cao ấy, nếu mà level cao đam thấp ấy là cái này là các bạn mít chắc luôn. Khó lắm, cái này khó lắm. Cái này lúc trước ấy, thật sự cái này đã từng fit luôn nha. Cái này lúc trước là tới 5 con luôn. Cái này lúc trước là tới 5 con luôn. Nhưng mà hiện tại đã fit thành 3 con. Đây thì nó thiếu một con nữa anh em. Thì trong lúc thiếu một con này chúng ta phải đánh, đánh để cho nó xuất hiện con thủy nữa. Trời là trời. Cái này nó bị thiệt tình chứ. Chúng ta phải đánh nhớ. Quỷ sứ ha. Trời, bờ kiểu này chết tôi rồi. Tính phá cái lực vượt tháp không tốn cái lệnh bài nào mà nó chơi cái vụ này thôi. Chết mình rồi. Thiếu hết con thủy nè anh em ơi. Giờ mới chạy vô quýnh thôi chứ là sao biết gì, quýnh mấy con kia thôi. Quýnh mấy con kia đợi nó xuất hiện cái con thủy thôi. Này hên quá còn kịp anh em ơi. Còn kịp anh em ơi. Hên quá. Ship nữa là mít đại hên, nó xuất hiện con thủy, nó xuất hiện con khác là thấy tí lắm rồi. Hên quá anh em ơi. Vẫn có thể phá cái luật được. Đây, ba cục thủy xong. Thì ải này đệ tử hô pháp của thần thú chưa có trùng. Ải này nói chung ấy, nếu mà các bạn lực chiến thấp á, các bạn nên đánh như thế nào? Các bạn chạy vào ấy, các bạn nhìn trước cho mình 5 cái cặp. Nếu mà gặp hết 3 cặp mà bị kỵ hệ á, thì thôi mít ải luôn. Nếu các bạn lực chiến thấp nha. Ải này nếu mà gặp kỵ hệ ấy, mà 3 cặp ấy là thôi mít ải luôn. Còn không gặp kỳ hệ thì các bạn sẽ qua, nói chung ngoại này nếu không gặp kỳ hệ các bạn sẽ qua rất là dễ nha. Nếu lực chiến thấp nha, còn ngoại này thì mình không nói rồi. Lực chiến thấp mà gặp kỳ hệ ấy này rất là khó qua nha. Nếu các bạn phải chạy vòng vòng trước các bạn coi 5 cặp này nó kỳ hệ không. Nếu mà gặp kỳ hệ thì các bạn sẽ mít ấy này luôn nha. Tại vì mình nói chung mặt mạnh mình cũng cầm, mặt yếu mình cũng cầm khá là nhiều, nên mình sẽ hiểu được cái những cái ải nào độ khó thì mình sẽ nói luôn cho mọi người, để mọi người khỏi tốn thời gian qua. Chúng ta chạy ra, chúng ta rời khỏi, chúng ta vô lại nha. Thì nó sẽ rất là dễ. Khó lắm phải không? Chúng ta đứng gần lại để cho hai con này nó gần lại thôi. Hai con là dễ quýnh.
Tới đây tới tầng 24 rồi, cũng nói chung tôi cũng tốn cả tiếng đồng hồ anh em, cũng không có nhanh cho lắm. Tiếp theo ải này trùng ải nhím và vua nhím nha, ải này nói chung cực kỳ khó luôn nha anh em ơi. Ải này nói chung cực kỳ khó luôn nha. Rơi vào ải này hơi bị căng luôn á. Oh my god, gặp ải này ngay ải 29 nữa mới ghê. Độ khó nó càng tăng lên nữa anh em à. Và mấy con diếm kia mày bị gì vậy? Xích lên giùm coi. Trời, ông diếm kia chảnh luôn à. Xích lại đi ông diếm ơi, xích lại đi ông diếm ơi. Trời 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 trời, ông diếm này chảnh ghê luôn đó, trời. Kéo mấy con diếm lại, không thôi, không được đâu anh em ơi. Xích lại giùm con đi mấy ông ơi. Mấy con diếm này bị ngu ngu, sao xích lại đây coi. Như càng quýnh nó càng không đi, quýnh cái đi ông ta. À, quýnh nó không đi nhưng mà chúng ta đứng yên thôi nè. Đây, đây. Đây, từ từ đây, từ từ thôi. Lúc nó lại cái này, lúc lại đây. Xích đây cái đi. Lắc nó mới ghê. Chết rồi, kiểu này mít ải này luôn rồi. Cái ải này thật sự phải fit lại, cái con diếm nó bị ngu hay sao ta, nó không chịu đi lại gần. Rồi sao đánh? Cây thế nhờ. Cái này mới fit lại cái độ của con nhím này cho nó quay đi lại gần gần xíu đi. Chứ nó ngu quá vậy, đứng yên hoài sao đánh trời. Quỷ được gặp thêm con vua nhím sắp ra nữa kìa. Cây thế nhờ. Mít cái này quá bực mình luôn em à. Băm 5 giây sau quýnh được cái ông phu nhiếm được anh em. Chưa kể hết máu nè, đó, ông phu nhiếm mờ, ông phu nhiếm thì thủy. 28 giây kịp ông ta. Chắc cũng không kịp đâu, liệt tình nữa. Gặp hết máu nè. Kỳ thế nhờ. Cái ải này thật sự, cái ải này là theo mình luôn ấy, theo mình ải này phải fit lại. Phải fit lại cực kỳ, bây giờ quá khó. Khó chỗ là cái con nhím nó bị ngáo đá sao á trời. Nó không chịu đi lại để mình lúc thà. Giống như cái con nhím ấy nó đi lại giống như mấy cái chải khác á, thì còn qua dễ được. Chứ nó bị cái gì mà đứng yên hoài sao đánh. 10 con nếu mà đứng yên vậy 10 con nó quá khó. Rồi sắp gặp thêm vua nhím nữa là sao đánh được. Quá khó. Lại ngủ sắc Long Châu nha. Ải này thì anh em chúng ta phải né được cái bẫy nhện ra. Và nếu mà chúng ta phải di chuyển liên tục để chúng ta không có bị dính cái độc nha. Ải này thì nó cũng thuộc cái ải khó nha, chứ không ai dễ đâu nha. Thì các bạn né bằng cách nào? Các bạn sẽ né bằng cái việc mà ở đây này. Đây tới phút 37, tới phút 31 là chúng ta nhảy nha. Chứ các bạn đừng có để 30, đừng có để 31, này 31 nhảy. Thấy không? Là các bạn né được các bạn nhện ra. Thấy không? Xong rồi chúng ta đợi 2 phút chúng ta nhảy được, 30 giây chúng ta nhảy nha. Chúng ta phải nhảy được, chúng mình chứ bạn dính màn nhện đấy các bạn thấy không? Hạt này mạnh thức cái này mà đập nó đúc nó còn nhảy nữa nha. Chúng ta phải né được cái màn nhện ra, dính cái màn nhện là toang anh em à. Đây chuẩn bị tới một cái tới một tiếp này. Đây 87. Các bạn cứ canh giúp mình là 31 là nhảy nha. 31 là nhảy này, này 21 nhảy. Đấy. Tới số 1 là nhảy nha, chứ nhiều bạn tới mà số 1 xong rồi đợi số 1 xong rồi nhảy là nó bị dính nha. Nha. Nay thì qua ải xong. Nói chung bị mít một cái lệnh bài. Giờ gặp cái ải phu nhiếm, ải phu nhiếm thì theo mình tất cả cái ải là hiện tại ok, nhưng ải phu nhiếm fit lại cái con quái nó phải dí vô, hoặc là bây giờ chết quái lại con quái nó bị ngáo ngáo sao anh em à. Đây. Thì bây giờ tới lúc quan trọng mà chúng ta sẽ mở quà nha. Coi là đồ 11 hay đồ bục 10 nha anh em ơi. Kiếm được cái kiếm còn ngon hơn anh em ơi.
Chuẩn bị nào, lụm tiền nào. 1, 2. Khoan từ từ, mở may mắn đi anh em. Mở mình may mắn đi coi anh em. Mở may mắn cái để cho cái cuộc sống nó linh hương coi. Tới phút qua về chúng ta phải qua bên Hoa Sơn thôi. Qua bên thôi, không Hoa Sơn đâu, Hoa Sơn đứng chỗ đó xui quá. Đứng Biện Kinh luôn. Biện Kinh chúng ta lợi cái ông Phỏ Lâm truyền nhân này. Đây đây đây. Rồi mở quà thôi anh em ơi. Đây mở quà nha. 1 2 3. Ý, nó không cho đồ 11 đây mô, nó cho đồ 10. Đồ 10 được cái áo cũng ngon ta. Để coi cái áo gì. Cái áo với bào tai với cây cây song đao. Ý giờ tính ra nó không có cho đồ 11 nha anh em, nó vẫn cho đồ 10 cho anh em nha. Đồ 1 là chúng ta phải chen nha anh em. Cái bào tai ngon ta. Anh này có cái kiếm 11 rồi này. Cái kiếm 11. Ôi xui quá, cái dòng này là nội công thì thôi lụm tiền rồi. Hô biến sức mạnh nội công là lụm tiền rồi. Nội công. Cái áo đâu ta? Chung không đủ gì ngon em ơi, xui buồn quá, không được gì ngon nha. Thì mình xin kết thúc video phục tháp của mình đây nha. Thì đồ nó sẽ không có cho đồ bậc 11. Thì đồ bậc 11 chúng ta phải chen rồi. Thì nó chỉ cho đồ 10 thôi nha mọi người. Thì mình xin kết thúc video đây. Nếu các bạn thấy video mình hay quá, đừng quên like và đăng ký kênh. Và đừng quên ủng hộ DC mình nha. Chào mọi người.